Sáng nay anh chưa kịp ăn sáng, có cơm chưa? Hay là em chiên tạm cho anh cái trứng ốp la cũng được. Bây giờ anh ăn trứng luộc thì em luộc luôn cho anh, còn ăn trứng chiên thì phải đợi em xíu. Chứ em làm cái gì? Em chà cái chảo chống nhín này nè. Chà chảo mà em bị đặt lấy hai cái cọng sắt như vậy thì sao em làm sao mà chà? Chà được mà. Hey. Mà ủa? Ở đây là cái chảo chống dính mà. Em chà vậy thì còn gì là cái chảo? Trời ơi, anh không có biết gì hết trơn á. Lúc sáng á, em đi chợ, em nghe mấy bà bán chè nói á, là bây giờ mình dùng chảo chống dính để nấu ăn là dễ rất là bị ung thư đó. Bây giờ em muốn làm gì đây? Hay là em muốn chà đi cho mất đi cái lớp chống dính của nó? Đúng, chính xác. Chính xác gì mà chính xác. Cái thông tin đó anh cũng đã đọc qua rồi. Nhưng mà với điều kiện á, là mình đun với nhiệt độ cực cao và mình dùng xa cách. Còn này mình đang dùng chảo tốt mà, chứ mình đang dùng đúng cách thì làm sao mà bị bệnh ung thư được, đúng không nè? Ủa vậy hả ông xã? Đúng rồi. Sao mỗi người nói một ý vậy? Hay là mình lên cái chương trình Ghế Nóng phát trên HTV9 mỗi ngày á, để hỏi các chuyên gia như thế nào nha. Vậy em muốn hỏi ai trước nè? Chị Cát Tường ơi, hỏi giúp em nha. Anh Đại Nghĩa ơi, anh hỏi giúp giùm em nha. Cô Kim Xuân ơi, hỏi giúp con nha. Trời ơi, có phải chảo chống dính không à, mà chỉ kêu hết người này tới kêu người kia. Thôi được rồi, để đáp lại cái sự kêu gọi của chị thì ngày hôm nay Cát Tường và nghệ sĩ Kiều Linh sẽ cùng với tất cả quý vị chúng ta sẽ bàn về cái chảo chống dính. Nhưng mà nói tới đây thì chắc là sẽ có một số quý ông mà đang theo dõi chương trình á, lại nói mấy chị em mình lại tám được cái chuyện chảo chống dính mà cũng phải đưa lên mà chương trình mà truyền hình để bàn bạc. Đâu nhưng chị, thế vậy chứ quan trọng, quan chứ. Quan trọng lắm, dạ. Quan trọng lắm thưa quý vị. Khi mà cái chảo chống dính đầu tiên ra đời là ở Mỹ vào thập niên 60 thì nó là một cái phát minh rất là chấn động. Nó là một trong 9 cái phát minh hữu hiệu nhất giúp cải thiện cuộc sống của con người chúng ta rất là nhiều. Bởi vì quý vị thử tưởng tượng đi, nếu như trong bếp nè, chị em mình chiên cá mà con cá nó nát bét đó, rồi thấy thầy dọn ra mâm chồng có muốn ăn không? Không à. Tàu hũ mà chiên mà không có chống dính thì cái tàu hũ non rồi nó nát luôn, nát luôn đó, làm sao được. Cho nên nó cái chảo chống dính cực kỳ quan trọng. Mà ngày hôm nay có những cái tin đồn thất thiệt về cái chảo chống dính, buộc lòng chị em chúng tôi phải lên tiếng để bảo vệ nó. Đúng không? Nhà của em á, mặc dù là em rất là ít nấu ăn, ở nhà là lúc nào cũng có một cái chảo nhỏ nhỏ chống dính. Chị biết sao không? Tại vì cái món mà em hay làm nhất á là cái gì chị nói nghe coi. Ốp la đó. Đó, nó nhanh, nó gọn mà nó dễ làm. Đó là sáng nhiều khi mà bận gì đó cái em xẹt một cái là ốp la rồi. Đó là có rồi, một cái chảo lớn để mình chiên thịt nè, rồi chiên cá. Chị biết không, em rất là dụng trong vấn đề nấu ăn luôn. Mà từ hồi mà có cái chảo chống dính là mình thấy em giống như là mình là một người phụ nữ, nó cũng hơi đảm đang nó giỏi lên chút. Tại hồi nào giờ chiên cá chị biết không, khậy một hồi là con cá nó nát bét. Bây giờ từ hồi có chảo chống dính là chiên con nào ra đẹp con đó. Đó nên là cái chảo chống dính nó rất là quan trọng. Cái chảo chống dính nó giúp rất là nhiều trong cái việc nấu ăn của chị em ta. Giúp ích rất là nhiều. Sao nó đỡ tốn cái thời gian công sức mà nó làm cho những người vụng về nhất cũng trở thành những người khéo léo khi mà trưng bày ra được những cái món ăn để cho gia đình của mình. Vậy thì tại sao, nguồn gốc do đâu mà bà con lại có những cái tin đồn là dùng cái chảo chống dính mà lại gây ung thư? Nó cũng có thể có một số những cái lý do mà mình thấy nó cũng hợp lý. Ví dụ như chúng ta sử dụng cái chảo chống dính, nhưng mà bây giờ cái chảo chống dính nó là theo như Tường biết là nó hơi mắc à? Đúng rồi, nếu mà đúng một cái chảo chống dính mà mình mua của những cái công ty mà uy tín á thì cũng phải là gần tiền triệu đó chị. Đúng, mấy trăm ngàn, gần triệu. Trong khi đó bây giờ có những cái chỗ mua một cái bếp điện tặng cái chảo chống dính, cái bếp ga cũng được mua tặng cái bếp nữa. Ga tặng cái chảo chống dính, trong khi cái bếp ga nhiều mà tặng cái chảo chống dính nhiều. Vậy thì cái chảo chống dính nó xuất phát, cái nguồn gốc nó từ đâu? Dạ. Nó có đủ uy tín, đủ chất lượng hay không đó. Hoặc là có những cái chảo chống dính mà bán ngoài chợ rồi bán ngoài đường có mấy chục ngàn đó, thì cái đó chống dính là dính cái gì, cái chất mình ráng lên để chống dính nó là cái gì? Hỏi em trước là ở nhà em, ví dụ như em xài cái chảo chống dính em bảo quản nó như thế nào? Thì thường á chị, cái chảo chống dính nó rất là quan trọng nha. Đó mà mình chà mạnh tay quá thì cái lớp chống dính nó sẽ bung ra. Chọt ra. Đó. Rồi kể cả khi mà chị khựi đồ ăn á, mà chị nên dùng những cái đồ mà ví dụ như là nhựa hay là cái gì đó. Gỗ nhựa gì đó, còn cái nhớ như nó bén quá. Đó, khi mà chị xúc lên chị mạnh tay là cái chóc lúc men. Nó sẽ chóc men. Mà em nghĩ những cái chóc men đó nếu mà cũng có thể nó sẽ gây nguy hiểm nếu mình ăn vô bụng, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Đó, còn hồi xưa á, em có tật hay chiên cơm mà chiên bằng chảo gang đó, là em xài những cái mà bằng nhôm thì nó bén lắm. Dạ, thì ở nhà em nó vẫn sử dụng những cái đó, tại đến bây giờ em vẫn thích chiên cơm bằng cái chảo gang. Đó, tại hồi xưa dưới quê vậy đó, mà em có cái gì mà nó gắn liền với tuổi thơ của em có muốn giữ hoài đó. Xẹt xẹt xẹt. Sáng ra cái chiên một chảo cơm tỏi hồi xưa đó chị nhớ không? Đó.
Thì ở dưới quê sử dụng cái chảo bình thường á, thì bà con biết khi chiên hoặc là chiên mỡ, chiên cá, chiên thịt thì đương nhiên mình có ướp mà. Thì khi bà bắt lên bếp chiên á, rồi cháy tỏi rồi này kia thì buộc lòng nó phải đen, nó phải cháy cái chảo. Cho nên là khi mà bà con ngâm rửa, lúc nào ngâm rửa thì cũng phải lấy cái miếng bùi nhùi chà cho nó sạch hết. Nhưng mà đối với cái chảo chống dính á, thì thật sự nó đã chống dính, nó không có dính rồi. Mình chỉ cần một xíu mỡ lên mình chiên nó không có dính. Thì khi mình rửa cũng vậy, thì mình chỉ cần lấy cái miếng mút mềm á. Mình chỉ cần mình rửa xà bông khoa sạch thôi là nó sạch rồi. Nhưng mà thật sự nhiều khi mình lại quên dặn đi. Thì những cái chị giúp việc trong nhà mình á, chị cũng lấy chả chà chà và đã hư hết mấy cái chảo của mình. Thì nếu như hư mà mình vẫn không chịu không bỏ mà mình vẫn sử dụng thì nó cũng có thể dẫn đến ung thư. Biết đâu được là cái nó mất cái tróc cái lớp men đó rồi thì nó ra cái gì, thì cái lớp đó là nó cũng có thể là nó bị. Đúng rồi. Hoặc là vậy nè, cái chảo chống dính nhiều khi nó yêu cầu là sử dụng trên cái bếp mà sử dụng cái chảo chống dính hoặc cái nhiệt độ nó phải như thế nào nữa. Còn nếu như mình bật lửa mà nó quá nóng, nó phà lên thì nó có thể nó sẽ làm hư cái lớp chống dính đó đi. Mà một khi đã hư đó, nó chốc ra mà mình cái tiết tiền, tại vì nó cũng mắc mà chị. Nếu như mình không có bỏ nó đi giống như nãy chị Tường chia sẻ đó thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Một lát xong chương trình này phải về lục lại coi mấy cái chảo chống dính bị hư là có còn xài hay không. Đây thật sự là nhiều khi mình nói là bỏ đi thì cái chị giúp việc chỉ nói ủa thì bây giờ nó không chống dính nữa thì thôi, nó trở thành cái chảo bình thường. Nhưng mà ai biết đâu được, nhiều khi nó đã chế tạo ra cái lớp đó rồi mà mình mất cái lớp đó là coi như là bị hư rồi đó. Mình mà hư thì phải bỏ, đúng không? Với lại vậy nè bà con ơi, mình cái nào tôi nói tiền nào của nấy, nhiều khi mình lại cứ muốn xài cái đồ tốt nhưng mình lại mua cái đồ rẻ tiền và mình không có biết thà như rẻ mình mua luôn cái chảo rẻ đi. Đúng rồi. Mình nấu ăn như ngày xưa, mấy chị đầu bếp ngày xưa khéo léo thì vẫn có thể ra được cái món ăn ngon, không như kiểu như mình vụng một chút á thì mình mua chảo chống dính thì hỗ trợ cho mình. Nếu mà không có đủ khả năng, không có tiền mua cái chảo chống dính thì cũng không ai bắt mình phải mua, mình vẫn có thể xài cái chảo như ngày xưa. Đúng. Nhưng thì lúc đó mặc sức mà chà rửa, đúng không? Đó, càng sạch thì nó càng tốt. Còn bây giờ đã mua cái chảo chống dính, mình cố gắng mình mua một cái trong gia đình để xài thì mình phải mua cái hàng đúng chất lượng, đúng và chất lượng. Có cái tem, có nhãn của những cái hãng uy tín đàng hoàng. Đó, nó có cái giá cả hết. Tại mọi người nghĩ đi, cái chảo chống dính người ta gần 1 triệu, mà nếu như mua cái bếp ga có 2 triệu mấy mà tặng cái chảo chống dính 1 triệu thì cái chảo chống dính đó chắc chắn nó không chất lượng rồi. Thì nếu như chúng ta mua những cái hàng mà kém chất lượng như vậy thì mới có thể có khả năng là gây ung thư. Mình là người tiêu dùng thì mình phải cẩn thận lựa chọn, tiền nào của nấy, rồi mình tỉnh táo một chút trong cái việc mua sắm thì mình hạn chế được cái khả năng cái nguy cơ tới với mình, nguy cơ đến với mình và bảo vệ được gia đình của mình thôi, chứ không phải là do thật sự nói vậy là quan cho cái chảo chống dính lắm. Và bây giờ hai chị em tôi ngồi bàn đây thì không biết là mọi người có đồng tình hay không, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái đoạn clip sau đây. Xin mời ạ. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ đều khẳng định không cần gắn nhãn cảnh báo cho sản phẩm chảo chống dính khi lưu hành trên thị trường toàn thế giới. Theo phân tích từ chuyên gia, hợp chất làm nên khả năng chống dính cho chiếc chảo được gọi là Teflon. Hợp chất này an toàn cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, phần độc hại chính là phần keo dính chất Teflon vào bề mặt kim loại. Phần keo này dễ phân hủy bởi nhiệt độ cao và có thể gây ảnh hưởng sức khỏe con người khi chúng ta sử dụng sai cách. Để sử dụng sản phẩm chảo chống dính an toàn cần lưu ý: không sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Không dùng vật liệu gây mòn để nấu hoặc rửa chảo. Không sử dụng khi lớp chống dính bị xước hoặc hư hỏng. Không sử dụng chảo chống dính với nhiệt độ vượt quá 260 độ C. Không nên làm nóng chảo quá 2 phút trước khi nấu. Không sử dụng một chiếc chảo chống dính quá 3 năm để đảm bảo an toàn sức khỏe. Đó, mọi người thấy không? Thật sự hai chị em tôi bàn nhau bàn đúng chứ đâu có bàn trật đâu. Mình cũng nghe ý kiến của chuyên gia rồi, xài chảo chống dính rất là an toàn. Và hiện nay không phải ở Việt Nam mà trên thế giới luôn, các chuyên gia cũng khẳng định là không cần phải dán những cái cảnh báo gì lên trên những cái thương hiệu của cái chảo chống dính cả. Bà con cứ yên tâm mua sử dụng, chỉ cần mình lựa chọn những cái nơi ba cái xuất xứ á, cái nơi sản xuất á uy tín là được rồi. Đúng rồi. Với lại bà con ơi, bà con lưu ý một điều á, là cái chảo chống dính dù cho mình mua hàng chất lượng là hàng tốt đến đâu chăng nữa thì Kiều Linh nghĩ là nó cũng sẽ có một cái hạn sử dụng. Ví dụ như mình xài khoảng tầm 2 năm 3 năm thì mình nên bỏ đi, mình mua một cái mới thì nó sẽ an toàn hơn. Tại vì cái lớp chống dính Linh nghĩ nó tốt cỡ nào đi chăng nữa mà mình xài qua nhiều năm tháng quá, mỗi ngày mình đều xài mà, thì cái lớp chống dính nó càng ngày nó sẽ càng mỏng đi thì nó dễ bong chóc hơn. Nên thôi 2 3 năm là mình bỏ đi là vừa ha. Chứ vậy không thể nào mà mình xài hoài một cái chảo chống dính mà mình xài cả chục năm thì mình đó. Làm sao mà được. 2 3 năm thôi quý vị nha.
với những cái thông tin mà các Tường và Kiều Linh cũng như là chương trình đã gửi cho mọi người xem những cái clip như vậy, thì Tường tin chắc rằng là sau chương trình ngày hôm nay, bà con có thể là lấy lại lòng tin rồi, yên tâm và vẫn cứ tiếp tục sử dụng chảo chống dính trong cái gian bếp nhà mình để tiết kiệm được thời gian và nấu ra được những món ăn thật ngon để phục vụ gia đình. Cảm ơn Kiều Linh rất là nhiều vì buổi chia sẻ ngày hôm nay với những thông tin rất là hữu ích. Mặc dù nội trợ hơi bị kém. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề ngày mai. Xin kính chào.